Nếu sáng thức dậy bạn thấy uể oải, lại lười nhấc chân tập thể dục thì hãy thử 5 cách sau đây để nạp năng lượng cho ngày mới nhé. 1. Vươn vai, hít thở thật sâu và mỉm cười mỗi khi thức dậy. Hít sâu và mỉm cười sẽ giúp cơ thể tiết ra hormone dopamine, giúp tăng cường cảm giác hạnh phúc, giảm căng thẳng và thư giãn. Hãy thực hiện hành động này thường xuyên và trải nghiệm những thay đổi tích cực từ chúng mang lại nha. 2. Tắm nước ấm lạnh xen kẽ. Đây là trải nghiệm tuyệt vời mà mình đã áp dụng. Việc tắm ấm lạnh xen kẽ sẽ kích thích tuần hoàn máu, tăng cường năng lượng cho cơ thể. Đặc biệt, tắm nước lạnh còn có khả năng giảm đau và viêm. Cảm giác sảng khoái và tỉnh táo sẽ tràn đầy để khởi động cho một ngày mới đầy năng lượng. 3. Mỗi sớm mai, hãy dừng lại lắng nghe âm thanh, ngắm nhìn cây cỏ trong thiên nhiên và đón nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời, dù chỉ là trong khoảng khắc ngắn, như đi bộ ra bãi lấy xe đi làm chẳng hạn. Năng lượng của vũ trụ sẽ tưới tẩm tâm hồn, mang lại sự bình yên và thư thái. 4. Nghe bài nhạc vui tươi. Bạn có biết là hôm nay bạn nghe giai điệu gì sẽ quyết định tâm trạng của bạn ngày hôm đó sẽ như thế nào không? Hãy lựa chọn những bài nhạc truyền năng lượng tích cực để khởi động cho ngày mới nhé. Năm, uống ly nước ấm với chanh và mật ong mỗi sớm sẽ kích thích tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Bạn sẽ cảm nhận được sự tỉnh táo, sảng khoái tinh thần. Nếu bạn có vấn đề về dạ dày, hãy uống sau bữa sáng nhé. Nếu bạn có ý hay, hãy comment chia sẻ cho mình hen.